Chào các bạn, hôm nay mình quay cái video này để hướng dẫn cho mọi người cách mà dán những cái con tem đa năng như này lên nhiều vật liệu khác nhau, ví dụ là nhựa, ly sứ, kim loại, thủy tinh, các thứ chẳng hạn. Thì bây giờ có nhiều bạn vẫn chưa biết đến cái loại tem này vì đây là công nghệ mới, thì nó cho phép mình in được nhiều màu sắc khác nhau, nhiều chi tiết lớn nhỏ to gì màu mè thì nó cũng in được hết. Có những cái chi tiết thì bên mình chỉ có in với kích thước là 0.01 mm thôi. Nó giống như thế này này, đó, nó còn nhỏ hơn cả cái móng tay của mình nữa. Đó, các bạn thấy chưa, nó cực kỳ nhỏ đấy, nó nhỏ lắm, nhỏ cực kỳ luôn này. Đấy, những con tem như này vẫn quét ra ok nha. Đó, thì bây giờ đây là một con tem, các bạn lật úp nó lại này. Lật úp nó lại xong lột nó ra, lột nó ra khỏi cái màng đế keo, thấy không, lột nó ra như vậy. Rồi, ok, xong rồi đặt nó lên cái vị trí cần in. Ví dụ mình cần in lên đây chẳng hạn. Đó, thì mình đặt nó lên đây. Đặt nó lên cái vị trí cần in này nha. Đó, ok, miết mạnh nó. Miết mạnh, càng mạnh càng tốt. Đừng để nó nhăn. Càng mạnh càng tốt. Miết để cho tất cả những cái bề mặt keo này ở trên cái chi tiết in ấy, nó bám chặt ở xuống phía bên dưới. Vì các bạn biết rồi, cái bên ngoài này là cái lớp đề can, thì cái mức độ dán của nó đã rất là chặt rồi, nó còn chặt hơn cả những cái băng dính thông thường nữa. Với in lụa thì mình chỉ cần là dính băng dính vô ấy, nhiều cái loại vật liệu bóc ra cái là rớt hết rồi. Còn những cái này nó dính cực kỳ chặt, kéo cực kỳ chặt nó mới ra. Đó, ví dụ như mình miết mà không chặt thì nó vẫn đi theo những chi tiết nhỏ, nên mình phải miết nó thật là chặt để nó ăn xuống cái bề mặt ở bên dưới ấy, cái nơi mà mình cần in ấy. Đó, xong rồi mình lột nó ra. Lột thì không cần phải lột quá chậm đâu, lột nhanh cũng được. Đấy, các bạn thấy chưa, nó vẫn ra hết này, không có dính lại tí nào này. Những chi tiết cực kỳ nhỏ xung quanh, thấy chưa, đó, nó vẫn ăn rất là chặt, nó vẫn ăn cực kỳ chặt luôn, hình in sắc nét. Đây, nó nổi bóng, nổi khối lên luôn á. Đây là những hình chi tiết lớn, bởi vì cái máy in này á, nó cho phép các bạn có thể là in được cả màu trắng, màu sắc đầy đủ hết, nổi bóng lên, nổi khối lên, cực kỳ đẹp. Đấy, nó ứng dụng trong nhiều thứ mà nó vẫn bền nha. Đây là nhiều vật liệu các bạn cào như này, không có sao hết á. Đó, những chi tiết nhỏ vẫn in nguyên. Vẫn y nguyên hết này. Nhưng mà tem này thì rất là giòn, nó không ứng dụng cho những cái việc mà in lên những cái vật liệu co giãn đâu. Với lại một số những vật liệu mà nó nhiều lông, nhiều lá, kiểu như vải hoặc là áo thun, thì các bạn không nên nghĩ đến những cái này. Tất nhiên thì như khẩu trang và các kiểu thì các bạn có thể in, bởi vì những cái này đó in rất là đơn giản, dễ hơn là in bed và đề can rất là nhiều, đỡ được chi phí ép, chi phí để làm những việc khác. Cái này chỉ cần dán lên, lột dán lên là xong. Chi tiết lớn thì dán nhanh, chi tiết nhỏ thì dán lâu.